mới ra mắt gần đây nhưng Mazda Monitor đã thu hút được sự quan tâm của nhiều game thủ với đồ họa đặc sắc của mình. Trò chơi là tựa game nhập vai hành động được lấy bối cảnh từ thần thoại Trung Quốc. Người chơi sẽ được đắm mình vào một thế giới tiên hiệp huyền ảo. Tại đây có các tiên nhân tồn tại cũng như lũ quái vật đang nhăm nhe muốn xâm chiếm vào thế giới này. Chúng chuyên đi cắn nuốt và phá hủy các hành tinh có sự sống trong vũ trụ. Đứng trước lũ quái vật nguy hiểm này, bốn vị thần đã không do dự mà chiến đấu chống lại bọn chúng và hy sinh thân mình để bảo vệ bình yên cho thế giới này. Bối cảnh trong game diễn ra vào thời gian rất xa xưa, thời mà bốn vị thần vĩ đại còn trị vì thế giới trong yên bình. Tuy nhiên, ngoài thế giới xuất hiện lũ quái vật mà người ta gọi chúng là Outer Demon. Và bạn sẽ vào vai một trong bốn vị thần được đầu thai trong thế giới này. Tuy nhiên bạn vẫn cần phải tu luyện lại từ đầu cũng như rèn luyện các kỹ năng cho cuộc đời mới này. Đồng thời bạn cũng phải tìm lại những ký ức bị thất lạc và đi tìm lại các vị thần khác để khôi phục lại ký ức của họ. Liệu bạn có thể đủ mạnh mẽ chống lại lũ Outer Demon trong tương lai? Game có lối chơi nhập vai quen thuộc khi người chơi sẽ phải di chuyển khắp nơi để làm nhiệm vụ và tăng cấp bậc của mình. Tuy nhiên game có điểm nhấn đáng nói là đồ họa của game rất đặc sắc. Từ tạo hình, hiệu ứng kỹ năng lẫn các NPC đều được đầu tư tỉ mỉ và đa dạng. Bạn sẽ cảm nhận được một thế giới tiên hiệp hoàn toàn mới trong tựa game này. Tất nhiên không thể không kể đến các trang phục và hệ thống thú cưng của game cũng đa dạng không kém. Bạn sẽ khó có thể mà nhàm chán trong quá trình trải nghiệm game với các điểm tính năng thú vị trong game. Tổng quan mà nói thì Mazda Monitor chắc chắn không phải là tựa game nhập vai hay nhất nhưng đây là một tựa game ấn tượng trong dòng game nhập vai hiện nay. Nếu bạn có hứng thú với tựa game này thì có thể tải ngay trên Google Play, còn Epic Store sẽ sớm có mặt trong thời gian tới. Okay.
Thank you.